Thì đang trong cái giai đoạn mà đến nhà của khách hàng để mà quay phim báo giá giùm cho khách hàng mấy con bò nè anh chị. Thì ở đây thì có ba con bò cái tơ chữa anh chị nha, đẹp lắm anh chị ơi. Trời ơi, nhìn bò nói chung là về ngoại hình về xương sóc là ok đó, còn giá cả thì chút xíu nữa anh chị coi coi nó phù hợp với mình thì liên hệ với em nha. Tơ chữa bò này con nào nấy nái nái bự bự không hết biết bò luôn chị, thấy không, mấy con bò hết sức bự không, sừng múp múp mấy con bò tơ giò cẳng xương sóc hết biết không. Mấy con này chiều cao, như con này là chiều cao giữa lưng nó khoảng tầm 1m3, bò ở sau khoảng 1m35 37 anh chị thấy không. Em đang quay chói nắng hết biết bò ba con, chuồng bò này con nào nấy hết biết bự anh chị, chữa nha. Như con này với con kế bên là hai con này chữa 6 tháng mới mà mới hỏi chủ nhà này. Đó, hai con này nè, hai con này chữa 6 tháng, hai bò này bự lắm nha. Nói chung là trong chuồng ba con này con nào cũng bự á. Ở đây thì đến nhà của cái anh này để mà hỗ trợ anh bán ba con bò ha, bò đẹp lắm anh chị, ai có tiền mua ba con bò này về nuôi làm nấy nè là hết ấy, hết ý hết sảy luôn, sái mặt sái lưng thôi khỏi chê, bò hiền khô nhìn mặt đã cực kỳ không, sái lưng nè, ủa sái mặt nè, sái lưng nè. Bò đã lắm, ba con bò nhìn ưng liền. Thùng dầu rúng yếm thôi khỏi chê nè anh chị thấy không, như con này chữa 3 tháng còn hai con bên kia là chữa 6 tháng, giò cản xương sóc bự, em nói bự thì anh chị yên tâm ha. Tơ bao chữa bao khám lại trong vòng 3 ngày đầu tiên kể từ khi anh chị nhận bò, nếu như mà giao tới mà anh chị trong vòng 3 ngày anh chị khám không có chữa bên em nhận lại hoàn tiền cho anh chị đầy đủ. Ở đây cam kết với anh chị ha, mua bán là người thật việc thật. Anh chị nhìn vô cái lượt theo dõi của cái kênh em là anh chị biết rồi, mức độ uy tín như thế nào ha. Gần 60.000 người theo dõi. Em nói với anh chị á, đơn giản 1.000 người thôi là anh chị thấy nó giống như cái ô gạch trong kia đi. Nó giống như một người là một viên gạch, mà 1.000 viên gạch tương ứng với 1.000 người đi, mà 60.000 người như vậy đó là người ta theo dõi cái kênh là chị biết cái mức độ uy tín nó cỡ nào rồi, đúng không? Anh chị nhìn vô là anh chị biết. Chứ em nhiều khi em nói với anh chị, nói thì anh chị nói em nói dốc nó láo nè, em lại đem quay phim cho anh coi cái độ chiều cao của con bò này coi nè anh chị coi nha. Em là một người đàn ông chiều cao 1m75 và đang đứng kế bên những cái con bò như thế này, thì anh chị coi coi, anh chị coi có phải đây là những con bò với chân xác lớn không? Nhiều khi em nói với anh chị á, những con bò này anh chị coi trong hình anh chị sợ thằng Út nó quay trong hình với ở ngoài coi không biết bự hay nhỏ, nhưng mà thật sự em nói với anh chị á, uy tín nói lên chất lượng. Em nói con bò bự con thì nó là bự con, nhưng mà giá nó phải cao nha, chứ không có bán mà treo đầu dê bán thịt chó, quay phóng to phóng bự về bán cho anh chị bán giá rẻ, về anh chị ham, anh chị nói anh chị đi khoe với người này người kia, nói tôi mua con bò trên đó cao lắm bự lắm mà giá rẻ, đâu có ai khùng đâu mà bán cho anh chị giá rẻ. Em nói thiệt, ai buồn chịu, ở trên cái xã hội loài người này không có ai mà khùng hơn ai, không có ai mà ngu dại hơn ai mà để đi bán cái sản phẩm cái tài sản của mình giá rẻ cho người ta, chỉ có những người không biết giá thôi. Còn đây người ta đã chăn nuôi nhiều năm rồi và người ta đưa ra một cái mức giá phải gọi là hợp tình hợp lý giữa người mua với người bán với nhau, anh chị nào thích anh chị mua. Chứ là em á, đây em không phải là em vô em kê giá mấy con bò này lên em bán để mà em lấy tiền nữa, em nói thiệt với anh chị luôn, chủ nhà kêu nhiêu em thương lượng ok được quay phim hợp lý quay phim. Cũng có đôi khi có người ta kêu cao, cũng có đôi khi có người người ta kêu thấp, nhưng mà cái giá trị không bao giờ nằm dưới giá trị của cái thịt của con bò. Tổng cái tỷ lệ thịt của con bò nó sẽ thấp hơn cái giá trị người ta kêu. Rồi thêm một phần nữa em nói với anh chị nè,
mấy anh chị thấy em kêu giá bán giùm cho người này, ví dụ 25 triệu ví dụ nha. Cái qua bữa sau cái anh điện tôi lại, cái anh kêu tôi quay con bò. Tôi nói trời, hôm qua tôi mới thấy anh quay con bò đó 25 triệu, giờ tôi kêu con bò tôi 26 triệu. Anh ơi, cái nào mỗi có một con bò là cái giá trị nó khác nhau. Đâu phải anh kêu bao nhiêu là em sẽ quay bao nhiêu đâu, nhưng mà vấn đề ở đây nè, em thấy nó hợp lý, hợp tình thì em sẽ quay phim. Còn ví dụ anh chị kêu em lại đến quay phim, nó mà anh chị cứ cố tình anh chị kêu giá cao không mà kêu em sao quay phim được, rồi em sẽ không quay phim. Đâu phải ai đến em cũng quay. Đó, anh chị thấy mất thời gian không? Như những con bò này cao to bự con thì nói cao to bự con. Con này bao chữa 3 tháng nè, anh chị coi uống yếm cấp mình nè. Đó, sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh hết nha. Như hai con này chữa 6 tháng nè. Chữa 6 tháng nè, bao chữa hết nè. Mấy con bò này bự con, cao to. Có cao to, có bự con thì nói rõ ràng cho người ta biết, người ta mua. Em không hề nói dốc, không hề nói láo để cho bà con cô bác anh chị mình mất lòng tin ở nơi em. Bán cho anh chị cái nào bao lãnh, không bao lãnh thì kết thúc cuộc nói chuyện liền. Không có ầu ơ với dầu. Không có kiểu như mà úp mở mở. Em là vậy, tánh em ai thích thương thì chịu, ghét thì cũng chịu, chứ không có cái vụ mà úp mở mở. Em bao, em bảo hành như thế nào là phải như vậy. Nghe rõ kỹ trong video. Ví dụ như một cái anh kia anh nói như nè, bò anh nói là em ship được tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Anh ơi, anh nghe rõ giùm em là em nói là em ship cho anh được ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước, nhưng mà vấn đề cái tiền ship là bên mua chịu, chứ em không có bao ship. Như bò này của cái ông ngồi trên kia kìa, nó ông ngồi trong góc trên đó đó, em đến em quay phim giùm cho ổng thôi. Em đâu có mua mấy con bò này về, em đâu có lời ở đây đâu mà em bao xe cho anh chị. Bao hay không là cái ông trên đó đó, cái ông ngồi trên đó ông bao hay không đó là ổng ha. Cái người ta mua bán, người ta mua về có lời, người ta mới bao xe cho anh chị. Còn em đi quay phim bán giùm vậy, con cho em như tiền. Ví dụ nghe, có người ta cho em con 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu cũng có nữa. Có người ta không cho đồng nào nữa. Rồi em lấy gì em bao xe cho anh chị? Đúng không? Mình coi chương trình của em thì mình là khách hàng thông minh, mình nghe cho kỹ, nghe cho rõ những cái gì em bảo hành. Ví dụ như những con bò tơ như thế này nè, bao chữa thì trong vòng 3 ngày anh chị phải nhờ bác sĩ thú y gần nhà khám lại. Coi Út nó bán thương bò này có chữa không? Không có chữa, điện cho nó, kêu nó thu hồi về. Trong vòng 3 ngày em sẽ thu hồi về. Còn nếu như mà mấy con bò này em bán cho anh chị ha, trật lỗi, ngoại hình của nó bị áp xe hay xuống rúng xuống ruột gì, điện hỏi cho Út liền, tôi không nhận bò này. Anh cam kết với tôi trên video là không có hình ảnh, không có bị trật lỗi, không có bị áp xe, không bị xuống rúng xuống ruột mà giao tới cho tôi trật lỗi, vậy sao tôi nhận, đúng không? Điện cho em liền. Cái thứ ba, quay phim không giống trong hành, ví dụ bò này rúng chèn đúng không, giao tới cho anh chị bò rúng nhẽo, khỏi dẫn xuống xe. Đó, đơn giản vậy thôi, chứ em cam kết với anh chị, bò em bán có bảo hành là bảo hành như thế nào. Những con bò mà đẻ rồi á thì sẽ bao lòi tử cung, bao lòi lú hí tử cung về trục trặc vấn đề sinh sản trong vòng 3 tháng. Còn những con bò tơ như thế này chưa đẻ chưa sanh, em hỏi anh chị bảo hành cái gì, nó chưa đẻ chưa sanh sao biết lòi lú gì mà bảo hành. Đó, cái nào ra cái đó, mình nghe kỹ, mình nghe rõ giùm em. Nhiều anh nhiều chị đặt cọc đã đời rồi, điện thoại nói Út bao xe, thấy tức không? Không lẽ cãi lộn với người ta. Nhưng mà em nói với anh chị, mình nghe kỹ nghe rõ giùm em. Những lời em nói, những gì em kết luận trên video là những cái bảo hành, những cái thông tin em cập nhật, nó sẽ có giá trị pháp luật. Đó, em không bao giờ mà lừa gạt khán giả của em. Ai thích thì like video, còn không thích thì anh chị ấn vào dislike như thế này. Nói chung là có nhiều cái hình thức lắm. Anh chị không thích, anh chị lướt qua cũng được. Còn anh chị nào thích, rõ ràng, không mập mờ, rõ nét đó, thì anh chị ấn vào một like như thế này, ấn vào một theo dõi, đăng ký kênh ở phía dưới để theo dõi những video tiếp theo từ kênh của em. Em đi chỗ này, em đi chỗ kia, em đi tất cả các chỗ để em review, em báo giá bò cho bà con cô bác anh chị mình. Đồng thời em sẽ đứng ra em cam kết là con bò đó giao đến cho anh chị như thế nào. Hồi xưa em nói với anh chị ha, anh chị đi mua một con bò là anh chị phải chạy xe lặn lội từ tỉnh này tới tỉnh kia để anh chị coi. Trong cái thời gian đi coi thì mắc mưa mắc gió, rồi đau bụng, rồi tiêu chảy đi cầu, rồi em nói chị đi ra ngoài đường gặp giao thông này kia các thứ nữa, rồi đi tới chỗ có mua được bò không.
Nhưng mà em bán trên đây là em cam kết với anh chị, thứ nhất là chiều cao, ngoại hình, rồi thêm cái thông tin phải chính xác. Rồi anh chị mắc chứng gì anh chị không dám mua. Rồi có thêm một số cái thành phần như thế này nữa. Anh chị xem của em, đâu phải anh chị xem cái là anh chị mua. Anh chị phải xem ngày này qua ngày kia, 5 ngày, 7 ngày. Nó chục hai chục cái video anh chị mới dám điện thoại, Út ơi bán bò. Xong rồi cái anh chị điện thoại, anh chị nói trời ơi giờ tôi không tin tưởng chú. Giờ tôi không dám đặt cọc. Chú chở bò qua tới chỗ đi rồi đặt cọc. Con bò này giá trị nó mấy chục triệu mà anh chị nói anh chị mua mà anh chị không đặt cọc. Giống như anh chị mua bó rau á. Anh chị mua là anh chị phải đặt cọc. Bây giờ anh chị ra xã hội, ra cái chợ đi cũng vậy đó. Anh chị ra lựa một cái chục cái sọt rác, anh chị mua, anh chị nói ờ giao tới cái địa vị trí đó cho tôi. Rồi anh chị bỏ đi về thử cái người ta có giao không. Anh chị phải để cọc lại, anh chị phải cho địa chỉ rồi người ta mới liên hệ người ta giao. Chứ không phải là trên mạng ship hàng, shipper nó sẽ giao cho anh chị, cái này nó khác. Cái này không phải là hàng quá. Đó, cái đó nói phải rõ ràng, chứ để nhiều anh, nhiều chị vô nói từ thằng Út nó bán bò mà nó nói úp úp mở mở. Em nói thiệt, ai chửi thì em chịu. Em nói chuyện thẳng thắn, không sợ ai hết trơn, nên không phải là úp úp mở mở. Nói phải rõ ràng, mua bán phải rõ ràng rành mạch. Người ta mới biết được người ta mua. Úp úp mở mở với anh chị, rồi mai mốt anh chị để thừa em. Mua bán, đồng thời em tôn trọng anh chị. Và anh chị phải tôn trọng, coi kỹ cái video, coi thằng Út nói gì. Bán con bò ra sao. Đó. Thì kết thúc lại nha. Bò này từ ngoại hình của nó, từ rúng yếm, sải tích, chân móng đi đứng đảm bảo nghiêm chỉnh hết. Giao đến cho anh chị được quyền kiểm tra trước khi thanh toán. Dẫn bò đi tới lui kiểm tra về ngoại hình, tình trạng sức khỏe, coi có đảm bảo có giống như Út nói không. Giá chốt của ba con này là mỗi con 28 triệu. Chiều cao tại phía sau khu của những con bò này, em nói với anh chị á, là em đứng so sánh rồi đó. Em là một người đàn ông chiều cao 1m75 ha. Và chiều cao giữa sấy của con bò này ít lắm phải 1m3 bò nè. Con này nè. Con kế bên thì nhắm không biết làm sao, chứ nói chung là bò này bự con hết. Anh chị đừng có sợ rằng Út bán bò cóc, bò cỏ hay là bò này bò kia cho anh chị. Em bán là bán đồ xịn, nên cái giá của em nó hơi cứng. Còn anh chị nào ham rẻ, ham đồ ve chai, thì mình có thể đợi những video sau của em coi có không. Hoặc là anh chị có thể đến những cái kênh khác, người ta bán bò giá rẻ, giá nới, nhưng mà không ai khùng người ta bán rẻ cho anh chị đâu. Em cũng có nói thiệt với anh chị luôn, chia sẻ thiệt, ai ghét thì em chịu, ai thương thì em nhờ. Rồi nói thiệt, ban bò này chốt giá cho anh chị nha, mỗi con 28 triệu bao chữa. Rồi giá bò hiện tại bây giờ chứ không phải là giá bò cách đây khoảng 5-6 tháng trước nha anh chị nha. Bây giờ anh chị đi tới đâu cũng vậy, giá bò người ta lên cao lắm rồi, một con lên 3-4 triệu. Anh chị nào mà bán đổ bán tháo thì bây giờ em nói với anh chị hối hận, thấy chưa? Rồi, cái gì cũng có lúc thăng lúc trầm, lúc lên giá, lúc xuống giá. Và bây giờ giá bò nó lên cao rồi, giờ mấy anh mấy chị hôm đó bán đổ bán tháo, bây giờ nhảy ra nhảy dần dần. Trời ơi, tôi biết vậy tôi không bán, tôi biết vậy tôi để lại tôi nuôi. Cái đó là chuyện của anh chị nha. Còn ở đây em bán, em bảo hành cho anh chị đầy đủ. Anh chị nào thích thì có thể ấn vào một like như thế này dưới video, và ấn vào một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo từ kênh của em. Và bây giờ em xin kết thúc video đây, và hẹn lại bà con cô bác anh chị mình, hẹn lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.